Hôm nay mời mọi người cùng hai cho con TV đi tham quan đỉnh núi Bà Đen thuộc thành phố Tây Ninh, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ. Núi Bà Đen thì cách thành phố Tây Ninh, cách trung tâm đó khoảng 9 cây số thôi. Đường đi thì rộng rãi và núi Bà Đen cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây số. Hai cho con đi vào dịp ra diên để cho đừng có bị đông đúc quá trong cái dịp Tết đó. Thì các bạn thấy hai bên đường thì rất là rộng rãi nè. Xe đi qua núi thì cũng không có đông, chỉ lai rai thôi. Nên hứa hẹn là hôm nay mình lên trên núi sẽ không có bị chen chúc nha. Sau 15 phút đi từ trung tâm thành phố Tây Ninh thì bây giờ mình đã đến chân núi Bà Đen. Các bạn thấy ở xa xa phía trước là các đường cáp treo người ta đi lên trên đỉnh núi ha. Bây giờ đi vào bãi giữ xe. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Bây giờ là 4 giờ nên thời tiết cũng êm dịu rồi. Các bạn thấy nắng chiều xuyên qua mấy cái cây nhìn rất là đẹp nha. Xa xa là núi. Bãi giữ xe thì không có đông đúc như mình đã dự đoán ha, không đông đúc. Nhưng mà hôm nay là cuối tuần nên cũng không phải là vắng. Giá vé cáp treo hiện tại tháng 3 năm 2023 là 350.000. Mình nghĩ là qua xa Tết ra thêm một thời gian nữa thì giá vé sẽ có thể giảm lại. Hôm nay nó còn theo dịp Tết. Giá vé bao gồm là đã khứ hồi và lên tham quan lễ Phật, chụp ảnh ở trên đỉnh núi. Ngoài ra giá vé còn có combo là vừa cáp treo và ăn buffet ở tại đỉnh núi thì là 550.000 cho người lớn nha. Trẻ em thì 350.000 là combo vừa cáp treo vừa buffet. Nhưng ở đây thì mình chỉ mua vé cáp treo thôi, là 350 cho người lớn và 250 cho trẻ em để lên đỉnh núi để tham quan. Ngoài ra mọi người cũng nhớ là còn tiến cáp vào chùa hang, tiến cáp cũ để đi vào chùa hang là chùa Bà cũ đó. Thì sau đó có một tuyến để đi từ chùa hang đi lên trên đỉnh. Thì có combo là đi đến chùa hang và đi lên đỉnh luôn. Thì combo đó là 550.000 một người và trẻ em là 350.000. Còn nếu mà đi từ dưới chân núi đi lên chùa hang thôi thì là 250 và trẻ em là 100. Rồi sau 10 phút đi cáp treo chúng ta đã đi lên tới đỉnh Vân Sơn. Lên thêm một tầng thang cuốn nữa là chúng ta đã chính thức lên tới đỉnh núi. Rồi mời các bạn chuẩn bị khám phá cùng Hai Cho Con TV nhé. Bước ra khỏi ga cáp treo thì đập vào mắt chúng ta sẽ là hoa, hoa và hoa. Rất nhiều hoa. Có cả cẩm tú cầu nữa nè các bạn. Thằng Kèn nó rất là thích nha, nó đi vòng vòng nãy giờ. Sau 30 phút tham quan ngắm cảnh chụp hình thì hai cho con tiến đến sân trước của tượng Bồ Tát. Ở phía sau là một cái tượng Bồ Tát rất là lớn hùng vĩ. Ở phía trước mặt là quang cảnh rất là bao la, rộng lớn. Không khí thì ở trên đỉnh núi mà không khí là êm dịu mát mẻ, nên rất là chill. Mọi người lại tiếp tục tham quan chụp hình ở sân và nói chuyện với nhau rất là vui vẻ ở đây. Để đi lên bức tượng cao nhất tham quan và cầu nguyện thì mình có thể đi đường thang bộ bên ngoài hoặc là đi bằng thang cuốn ở bên trong. Ở đây nghe cho con đi thang cuốn. Sau vài bậc thang không xa thì chúng ta đã đến chân của tượng Bà. Thì ở đây có ba nơi để chúng ta tham quan. Thứ nhất là đại sảnh mái vòm, mình có thể vào xem màn hình vòm về Phật giáo, những cái tác phẩm về Phật giáo. Thứ hai là về không gian trưng bày nghệ thuật Phật giáo, những bức tượng Phật đó. Và thứ ba là cái phòng để trưng bày xá lợi Phật. Tất cả đều miễn phí hết nha. Sau khi tham quan xong, bây giờ cũng đã 7 giờ tối. Hai cho con đi cáp treo xuống chân núi, nhân tiện ghé một ngôi chùa ở dưới chân núi thắp nhang và đi về. Ngày hôm nay đi chơi thì không mệt lắm. Thứ nhất là đi cáp treo, thứ hai là không khí ở trên đỉnh núi nó cũng thoải mái, không mệt.
Hy vọng là mọi người sẽ có được những cái thông tin bổ ích vì cái chuyến đi này. Mọi người để lại một like và bình luận ủng hộ Hải Châu TV nhé. Bye.